5 kg lên chắc lên kỷ lục. Chắc căng nó bị lỗi. Giỏ hôm nay 2 kg ca tay. Chơi vậy chứ có ăn được nhiêu đâu đồng. Ăn nhiều quá. Ăn nhiều. Giỏ đau á, cái này là phải ăn nhiều vô để cho nó khỏi bị đau á, sợ sốc. Sốc đi máy bay không được. Hơi đau xí em nghe, mũi hơi đau. Em phải đẹp em ăn ít đó. Vui đó. Nhà nào vậy? Chị về Tết bị đau à? Chị ngày 30 là đau luôn rồi. Giờ chị đi lên chùa nghỉ, gió quá. Gió mà lạnh nữa kìa, chạy nước mũi luôn. Phải về đau luôn. Sapa lạnh gì? Lạnh chứ. Tuyệt rồi không? Không. Không. Sương mù. Không thấy đường đi luôn. Hai ngày Sapa hay là một ngày? Ba ngày, bốn ngày. Bốn ngày là tiền luôn hả? Ừ, mệt quá. Đi Sapa rồi mà chưa hết á. Còn nhiều nơi nữa. Đây mà chụp hình thôi nó là dễ sợ luôn. Đây nó du lịch vẫn đông. Về trên đó đâu có dịch đâu. Hải Dương nó ghê quá thì. Hải Dương là ghê hơn Đà Nẵng mình hồi trước luôn. Ngày mốt chắc có thì dạ, mai chắc chưa đâu. Chắc mốt.
tính ước là nó như dự đoán không? Dạ, tâm tâm thôi. Như dự đoán đấy. Thằng này mày ngay đi bị tụt yếu. Mà đang tụt ghê đó. Biết, bị trúng cá. Hả? Nồi trúng là bị tụt hết. Trúng hết luôn à? Làm biết đường mùa lặng thì, Thì lên đi xuống kệ có được thì mừng, không có thâu chứ chờ răng cứ làm thôi, có được đồng mua mừng đồng nấy, mà chủ yếu mình làm đây là chính, đi lâu dài. Chị sắp tới có dự định kiểu mình đào tạo để cho người khác làm với mình bớt á. Kiểu mình có xíu vốn mà mình đầu tư đó, kinh doanh đó, kiểu như mình kinh doanh để mà vừa đào tạo vừa mở ra nhiều chi nhánh đó. Thấy như rất hợp lý. Thuốc đồ mình có hết rồi, cái gì mình ổn định rồi kìa, tự tin đâu có sợ đâu, mình đào tạo được á. Chị nghĩ như rất ok, đi được lâu dài. Ít bữa ra vaccine đủ ổn định cuộc sống rồi mình mở gái ra. Mệt á, cái này cứ cấm đón đón khổ. Năm sau là vừa đẹp luôn hay sinh xong rồi. Năm nay chưa đó, năm sau nữa kìa. Năm nay nó vẫn còn chưa ổn định được cái gì hết. Tại vì các nước mà không còn như đứa thì đang là nó cấm với lại khai báo đồ nữa là mệt lắm. Du lịch mà chưa phát triển được là mình cũng không làm ăn được. Tám phút à? Đi mười mấy ngày không quay. Tự nhiên tụt kìa. Nó tụt. Mà Lily là đang được đi thứ mấy rồi? Lily chưa đăng vậy, đăng 1-2 cái thôi, nó chưa làm được. Đăng đợt nên khó vậy. Nó tụt biểu quá. Đợt này chị thấy khó ghê á. Nó bị lồi tới liên tục. Thì tụt biểu thì tắt kênh. Đợt này khó vậy. Tại này hình như ai làm cũng khó chứ không phải riêng chi. Thank you.
Đủ chưa? 10 phút. Đủ rồi.